Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 29 tháng 11 năm 2021 trên kênh Phố Núi TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày đầu tuần vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cà phê Robusta trên sàn London duy trì được đà tăng. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022, giá cà phê tăng 16 USD trên tấn, với mức tăng là 0,7% và lên mức giao dịch là 2.308 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 52.300 đồng 1 kg. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê tăng thêm 9 USD trên tấn, với mức tăng là 0,4%, lên mức giao dịch là 2.237 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 50.700 đồng 1 kg. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp dưới mức trung bình. Trái ngược với xu hướng tăng của giá cà phê Robusta trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm, kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021 giảm đi 2,45 cent trên bao, với mức giảm là 0,99%, số mức giao dịch là 243,85 cent trên bao. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê cũng giảm đi 2,45 cent, số mức giao dịch là 242,95 cent trên bao. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch ở kỳ hạn giao tháng 3 duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Tổng hợp trong tuần qua, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 1 tăng tất cả 63 USD trên tấn, còn ở kỳ hạn giao tháng 3 thì tăng tất cả là 40 USD trên tấn. Đối với giá cà phê Arabica, ở kỳ hạn giao tháng 3 đã tăng tất cả là 9,55 sen, còn ở kỳ hạn giao tháng 5 đã tăng tất cả là 8,75 sen. Nhìn chung trong tuần qua, giá cà phê ở hai sàn phái sinh đều tăng rất mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong niên vụ cà phê mới năm 2021-2022, Việt Nam sẽ xuất khẩu tăng 980.000 bao cà phê, tương đương là 4,47% so với xuất khẩu của niên vụ vừa qua. Tuy nhiên, mức tăng này chưa bằng số lượng bị ách tắc, không thể giao hàng vì dịch bệnh COVID-19 trong vài tháng qua. Do vậy, nguồn cung Robusta vẫn bị thắt chặt, ít nhất là tới hết quý 1 năm 2022, khi mà cấu trúc giá đảo trên sàn London vẫn duy trì. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê được thu mua trong khoảng từ 40.700 đến 42.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay giá cà phê được thu mua quanh mức 40.800 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, mức giá là 40.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, có mức giá là 41.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 41.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai có mức giá là 41.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chiêu Rông, giá cà phê là 41.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức 41.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Đắk Lấp, mức giá là 41.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực cửa huyện Đắc Hà, giá cà phê được thu mua ở mức 41.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, ghi nhận ở mức 41.800 đồng 1 kg. Và khu vực tỉnh Bình Dương, giá cà phê là 42.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức 42.200 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, tại các địa phương, giá cà phê đều được thu mua trên mức 40.000 đồng 1 kg, mức cao nhất trong 10 năm qua. Thế nhưng nông dân không có lợi nhuận, làm thuê trên chính mảnh đất của mình, bởi 1 kg cà phê phải cõng gần 10 loại chi phí, đặc biệt là phân bón và tiền thuê nhân công tăng cao. Cà phê được mùa, được giá, nông dân vẫn không có lãi. Theo Cục Xuất nhập khẩu dự báo, thì xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng tới. Theo đó thì nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng, trong khi Việt Nam bước vào thu hoạch cà phê chính vụ của năm 2021-2022. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 29 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.